Bây giờ cô bắt đầu chấm sách bài tập của con Unit 14, bài 14. Are there any poster in the room? Các con bắt đầu mở bài đầu tiên. Đó là complete and say aloud. Hoàn thành các từ và sau đó thì đọc to các từ lên. Chúng ta có cái từ thứ nhất. À, đây là điền chữ U hoặc là chữ A. Chúng ta có đáp án luôn. Câu thứ nhất điền từ U, cup. Và câu thứ hai điền từ A, fan. Bài tập số 2, group read and complete. Các con nhìn tranh và sau đó hoàn thành từ còn thiếu. This is the living room. Được chưa? Câu số 2, there is a. Chắc chắn cái tranh này sẽ là table. Vậy là con phải điền chữ table. Câu số 3, there is a. Câu này dễ rồi, điền từ sofa. Câu số 4, there is a. Đây là cái gì nhỉ? Cupboard đúng không? Tủ chạn, tức là tủ để chén, bát, đũa. Cupboard, chấm điểm bao nhiêu trên 4 nào? Bài tiếp theo, file and circle the words. Hãy tìm và khoanh tròn các từ. Bài này cô sẽ đưa đáp án luôn. Ok nhé. Câu thứ nhất, cái tranh thứ nhất chính là poster, tranh to. Cái tranh thứ hai, kim đồng. Vậy nó là cái gì nào? Chúng ta sẽ để cái tranh đấy cuối cùng. Cái tranh số 3 chính là từ chairs, C H A I R, có rồi nhé, từ chair đây này. Câu số 4, tranh 4 chính là tủ quần áo, đó là chính là từ wardrobe theo hàng dọc. Các con nhìn kỹ phần tay cô chỉ. Wardrobe theo hàng dọc. Tranh này chính là cái gương, đúng không nào? Cái gương này thì ta có từ mirror đây. M I R R O R. Được chưa? Từ tiếp theo là từ sofa. Sofa. S-O-F-A. Xong. Từ này là từ cupboard. Cupboard. Và cuối cùng là từ desk. Desk. Poster có rồi, desk có rồi, mirror có rồi, map có rồi. Được không nào? Mirror, cupboard, map. Sofa, chair, desk, poster. Cô xin lỗi, đây là map và đây là poster nhé. Đấy, thế như vậy ở đây các con có từ poster là của cái tranh này. Và cái map này là của cái tranh bản đồ. Được chưa? Đấy không phải là book. Con chuyển sang trang tiếp theo. Trước khi chuyển sang trang tiếp theo, chấm điểm bao nhiêu trên 8 bài này cho cô? Bài này là bài nối. Và các con lưu ý trong tất cả 4 câu này thì có hai câu hỏi. Chúng ta biết ngay đứng đầu câu là are there thì đây là câu hỏi và how many cũng là câu hỏi. Thế còn there is thì nối với câu số ít, chúng ta sẽ nối với đáp án C, a desk là số ít. Câu 2 there are nối với số nhiều thì đáp án nối với phương án D, 4 photos, 4 bức ảnh, 4 bức ảnh. Thế còn are there cũng sẽ nối với số nhiều, được chưa? Đáp án B, any chairs in the room. Câu hỏi sẽ có how, sẽ có any. Thế còn how many thì chúng ta sẽ nối với phương án A. How many poster are there? Có bao nhiêu cái tranh áp phích to? Chấm điểm bao nhiêu trên 4? Bài tiếp theo cũng là bài nối câu hỏi với câu trả lời đây. Thế bây giờ làm thế nào để nối được? Where's my coat? Trong đề thi của con sẽ cũng có sẽ rất rất nhiều cái bài mà liên quan đến bài nối. Thì chúng ta sẽ có một cái mẹo nhỏ để làm bài nối nhé. Chúng ta dựa vào đúng cái từ để hỏi này này. Where's là ở đâu? Ở đâu thì trong câu trả lời nó sẽ phải có từ chỉ địa điểm. Đó là behind the door. Được chưa? Đằng sau cái cửa. Tiếp tục cũng là câu hỏi về địa điểm, hỏi bằng where. Ở đâu? Nhưng câu này chắc chắn phải là số nhiều bởi vì where are. Được chưa? Các con phải nối với phương án C. They are. Chúng ở. Bút chì, những cái bút chì của tôi ở đâu? Chúng ở dưới ghế.
Thế còn câu hỏi how many cups là có bao nhiêu cái cốc thì câu trả lời nó phải trả lời về số lượng. Vậy các con phải nối với phương án A, there are two, có hai cái. Cuối cùng câu hỏi là are there any sofa, có cái ghế sofa nào ở trong phòng khách không? Đây là câu hỏi có hay không, và cứ are there thì các con sẽ phải trả lời bằng yes hoặc no. Vậy đáp án câu này là câu B, yes there are. Chấm điểm bao nhiêu trên 4 bài này? Bài tiếp theo là bài sắp xếp nhé. Bây giờ cô sẽ bắt đầu sắp xếp này. Đầu tiên cô xét câu 1. Câu 1 không phải là câu hỏi, vậy đứng đầu câu sẽ là từ there. Tiếp theo từ there sẽ là từ is, bởi vì đây là chỉ có 1. Sau is sẽ là chữ a, đúng không nào? Tiếp theo, tiếp là chữ picture. A picture, đây là một bức tranh. Thế còn cái cụm từ on the wall là từ chỉ địa điểm cô để ở cuối câu. Câu số 2 là câu hỏi, vậy cô tìm từ để hỏi trước. Không có từ để hỏi, vậy tôi đảo từ A lên đầu. Được chưa? A lên đầu thì viết hoa luôn. Sau A sẽ là chữ there. Sau there sẽ là từ chỉ đồ vật, sẽ là table. À, như vậy là table ở đây lại còn any. Như vậy đứng ở chỗ này phải là any mới đúng. Đấy, khi sắp xếp phải để ý nhá. Thế còn cuối cùng chắc chắn là in the room. Đấy, đấy là cách sắp xếp đấy. Câu số 3 cũng là câu hỏi. Câu hỏi thì chắc chắn từ đầu tiên sẽ là từ how. Đấy. Thế bây giờ how thì phải đi với many. Đây rồi. Sau how many là từ chỉ về đồ vật số nhiều. Chairs. Thế bây giờ there đứng trước A hay là A đứng trước there? À, trong câu hỏi thì phải là A đứng trước rồi mới đến từ there. Câu số 4, đây không phải câu hỏi, dấu chấm đây. Vậy tôi xếp từ there lên đầu, viết hoa luôn. A đúng rồi, five đúng rồi, chairs, được chưa? Đọc to lại đáp án toàn bộ các câu cho cô, bắt đầu đọc to. Ok, bây giờ bắt đầu chấm điểm bao nhiêu trên 4? Xong rồi chúng ta chuyển sang bài số 4 luôn. Bài số 4, look, read and reply. Đọc và sau đó nhìn tranh để chọn phương án đúng và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Are there any poster in your classroom? Cái này chúng ta chỉ trả lời miệng thôi. Are there any poster in your classroom? Trong phòng học của con có cái tranh to nào không? Are there any maps in the classroom? Nếu có trả lời là yes they are, và no trả lời là no they aren't. Được chưa? Với mỗi một câu hỏi này con sẽ viết đáp án vào sách. Bởi vì mỗi một lớp có một cái đáp án khác nhau, cho nên bài này cô sẽ không chấm chung. Bài 1 tiếp theo, phần đọc đó chính là đọc, nhìn tranh và điền từ còn thiếu. Như vậy nhìn tranh này các con biết ngay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 chairs, 1 table, 1 door, 2 poster, a kettle, a jar, 2 sinks, cooker, pans, TV, and this is a cupboard. Được chưa? Sau khi phân tích tranh rồi chúng ta bắt đầu điền từ. Đây là phòng gì? This is our, sau từ our chắc chắn phải giới thiệu tên phòng rồi. Kitchen. Đây là phòng bếp của chúng tôi. There is a cupboard, có một cái tủ chạn ở gần cửa. There is a, có cái gì ở bên trên cái cupboard đây, trên cái cupboard đây. Vậy các con phải điền cái gì? TV. There are poster on the wall. Nhìn xem có mấy poster? Có hai đúng không? Vậy điền two. Tiếp, there is a table, có một cái bàn, và six cái gì đây? Chắc chắn là từ chairs. There is a rice cooker, có một cái nồi cơm điện trên bàn. À, như vậy đáp án đúng câu 1 là kitchen, câu 2 là TV, câu 3 là 2, câu 4 là chairs và câu 5 là on. Chấm điểm bao nhiêu trên 5?
Bài tiếp theo là read and tick. Các con lại nhìn tranh và các con đánh dấu tick yes và no. Nếu yes thì là đúng với bức tranh, còn no sẽ không đúng. There's a wardrobe near the door. Có một cái tủ quần áo. Wardrobe là tủ quần áo ở bên cạnh cái cửa. Vậy câu này là no. There's a TV on the table. Có một cái TV ở trên cái bàn này. Đáp án sẽ là false. Nó ở trên cái cupboard cơ. There are two posters on the wall. Câu này thì đúng rồi. Six chair at the table. Có 6 cái ghế tại cái bàn. Đúng rồi. There is a cooker on the table. Có một cái bếp ở trên bàn. Câu này là đúng. Đúng không nào? Cái này là rice cooker đây. Cái này chính là cooker. Được chưa? Chấm điểm bao nhiêu trên 5? Khẩn trương. Chuyển sang bài tiếp theo là bài số 3. Bài này yêu cầu các con là read and write, đọc lại và trả lời câu hỏi. Nhìn lại tranh nhé, các con nhớ lại cái tranh đấy. Are there any chairs in the room? Có cái ghế nào trong phòng không? Yes, there are. Are there any poster on the wall? Có cái tranh to nào ở trên tường không? No, there aren't. There, no thì phải đi với aren't, còn yes thì đi với are nhé. Are there any cups in the cupboard? Có cái cốc nào trong tủ không? Yes, there are. Are there any photos on the table? Có cái ảnh nào trên bàn không? Đáp án là no, there aren't. Chấm điểm bao nhiêu trên 4? Bài tập tiếp theo, look, write the answers. Nhìn cái phòng này và sau đó thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. À, what is this? Their coat. And the coat is on the bed. The pillow is on the bed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chair as a table. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cups on the table. And 2 pictures. À, ok. Như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy này, hai kéo khoác, một cái gối trên giường, 6 cái ghế ở cái bàn, đúng không nào? 6 cái cốc trên bàn và 2 pictures, hai bức tranh to trên bàn ở trên tường. Đây chúng ta trả lời câu hỏi luôn nhá. How many coats are there on the bed? Coats, hỏi đến coats, có bao nhiêu cái áo khoác trên giường. Vậy câu trả lời sẽ là 2, nhưng chúng ta sẽ dùng there are, được chưa? Đáp án là there are 2. How many photos on the wall? Đáp án là there are two. How many cups are there on the table? Có bao nhiêu cái cốc trên bàn? There are six. Tiếp, how many chairs are there in the room? Có bao nhiêu cái ghế? There are six. Chấm điểm bao nhiêu trên 4? Nhanh. Write about things in your house. Phần này các con sẽ viết câu trả lời về nhà của mình. Và sau đó chụp lên nhóm cho cô nhé, bởi vì mỗi người có một cái đồ vật riêng khác nhau, bài này không chấm chung được đâu. Được chưa? Như vậy là cô và các con vừa mới chấm xong toàn bộ cái sách bài tập Unit 14. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tổng điểm cho cô xem là các con được bao nhiêu điểm trên tổng số câu. Và sau đó thì chụp từng trang sách gửi lên nhóm cho cô.